Trưa ngày 7 tháng 11, một lãnh đạo công an tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã bắt tạm giam trong trường hợp tội quả tang đối với Trương Đức Hơn để mở rộng điều tra vụ buôn bán, vận chuyển ma túy với trọng lượng gần 1 kg. Trước đó, khoảng 12 giờ 35 phút ngày 6 tháng 11, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, Phú Yên, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên phát hiện Hơn di chuyển với nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tạm giữ để kiểm tra. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi xách mà Hơn mang theo có chứa 17 bịch ma túy đá, tổng trọng lượng 0,85 kg, cùng một số dụng cụ để sử dụng chất ma túy. Tại cơ quan công an, Hơn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết được một đối tượng thuê vận chuyển số ma túy đá trên từ tỉnh Bình Thuận về Phú Yên để nhận tiền công. Hiện, vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên mở rộng điều tra, làm rõ đường dây mua bán, vận chuyển ma túy này.